Chào các bạn, ở trong cái video này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để bạn có thể free hoàn toàn tất cả dữ liệu khi bạn truy cập Yotudate, bạn không cần phải đăng nhập gì cả. Rất là hay ha, nghe cái tên là thấy là hay rồi. Thì cái lịch sử là đầu tiên là có một bạn mới vào khoa của tôi, thì bạn đó nói với tôi là Up to date đó hoàn toàn miễn phí Na Uy, và mình chỉ cần đăng nhập và cần mở trang web lên mình xài thôi, không cần phải đăng nhập hay là gì cả. Thì tôi mới người bạn cũng chỉ tôi là đổi cái địa chỉ IP của mình ở Việt Nam, mình truy cập qua bên UpToDate luôn, ở gì đổi IP qua bên Na Uy luôn. Thì ở đây á, bạn thấy là tôi mới tìm hiểu rất là kỹ luôn, cực kỳ kỹ luôn. Thì tôi thấy là ở trang Wikipedia của UpToDate á, thì có ghi một câu rất là hay, một câu rất là hay về cái phần truy cập. Tức là ở Na Uy á, thì cái dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ hoàn toàn phí. Các bạn thấy là trong cái phần truy cập này á, thì giá mà truy cập một năm á, là nó tới hơn 10 triệu luôn các bạn. Bạn bỏ hơn 10 triệu ra bạn đi truy cập những cái đó, mà trong khi là nếu mà mới á, lại bạn cũng đọc không có nhiều lắm. Tôi thì cái nguồn tài liệu tôi rất là nhiều, nhiều chiêu để hack lắm. Cho nên là tôi cũng ít ít khi đọc UpToDate lắm, lâu lâu mới mở ra đọc thôi. Thì này nó hay, ví dụ như UpToDate thì đôi khi nó cũng miễn phí ở những cái thiên tai động đất ở New Zealand, sau cái động đất Chicxulub, hoặc là Haiti 2010, hoặc là Nepal 2015 á, vân vân, rất là nhiều. Thì ở đây á, khi mà nó đưa ra câu này á, thì nó có một cái dẫn chứng ở đây các bạn. Tôi rê chuột lên để nó hiện ra cái này, tôi sẽ mở này lên cho các bạn coi. Các bạn thấy là tôi đang truy cập ở Na Uy nè, đang truy cập ở Norway. Norway là Na Uy nha các bạn. Rồi thì đây nè, trong cái này á, bạn có thể đọc đọc, đọc tôi thì đọc hết rồi. Thì tôi thấy đây, đây là một cái trang của Na Uy các bạn, cái trang của Na Uy, NO là chấm của Na Uy. Thì đây đó là free access to clinical resources nè, tức là truy cập miễn phí vào những cái nguồn tài nguyên lâm sàng. Thì đây bạn thấy là chúng ta thấy á, những người ở Norway thì có thể truy cập vào BMG Bedrated, là tôi đã hướng dẫn cho bạn một cái bài để mà hack BMG Bedrated rồi, UpToDate luôn, cũng như là Red, tức là dữ liệu thuốc, cơ sở liệu thuốc ở Micromedex, hoặc là Cochrane Library. Cái Cochrane này nè, nó cũng rất là hay các bạn, tức là cái thư viện Cochrane này là nó tổng hợp tất cả những cái nghiên cứu lại cho một vấn đề, tức là nhiều người người ta làm nghiên cứu về vấn đề đó. Thì đây người, ở cái library này nó tổng hợp toàn bộ tất cả những nghiên cứu có đã được từng công bố, và nó đưa ra cái khuyến cáo cho mình, nó tổng hợp lại, hoặc là guideline, network international, hoặc là những cái trang medicine, cái trang tạp chí y khoa nổi tiếng như là Annals nè, cái trang Thánh Kinh nè, New England Journal Medicine nè. Vì đây thì đầu tiên á, thì đó là cái cách để mình hack. Thì như vậy á, là mình chú ý ở câu này, những người ở Na Uy các bạn. Đây, những người ở Na Uy có quyền truy cập vào hầu như tất cả những thứ mà hiện đại nhất trên thế giới luôn. Ví dụ như tôi truy cập vào cái trang NEGM nè, cái trang này là thánh kinh của y y ngành y luôn nè. Tất cả mọi thứ gần như là cập nhật hoàn toàn trên này đó. Thì xưa cũng có chỉ các bạn cách để mà bạn tải những cái tài liệu này về về mà đọc, tải về file PDF để đọc. Nhưng mà bây giờ ở Na Uy thì mình có thể đọc hoàn toàn miễn phí luôn các bạn. Bình thường những cái bài này bạn kéo chừng chút xíu là bạn sẽ thấy là bạn phải là subscribe ha. Ví dụ như tôi copy cái này ha, và tôi mở cái tab ẩn danh, tôi dán ra, rồi tôi dán lại cho các bạn coi. Rồi, thì ở đây á, sẽ bảo các bạn phải mua, thấy chưa? Nè, cái trang này bạn phải mua, bạn phải là subscriber, tức là bạn phải subscribe cho người ta. Còn khi mà tôi đã ở Na Uy rồi các bạn thấy tôi kéo xuống thoải mái luôn các bạn. Tôi kéo xuống đọc thoải mái luôn ha, nhìn cái menu này cực kỳ dài luôn. Khi mà ở Na Uy nè các bạn, lát tôi sẽ chỉ các bạn cách làm, đang diễn tả cho cái cuối cùng của mình là mình được cái gì ha. Ngoài đây mình có thể vô cái content nè, bookmark của mình, bạn có thể đăng nhập để bookmark, hoặc bạn có thể tải PDF về trực tiếp ngay trên này luôn bởi Na Uy. Na Uy rồi, đó là thứ nhất ha. Rồi BMG Bedrated cũng vậy luôn, bây giờ là cái nguồn up to date cực kỳ hiệu quả luôn các bạn. Tôi sẽ vào trang chủ up to date, tôi không cần phải login gì nha, tôi không cần phải login gì cả. Rồi các bạn thấy là khi mà tôi ở Na Uy ha,
Tôi ở VPN của Na Uy nè, bạn đã connect với Na Uy nè. Thì khi mà tôi vào trang chủ up to date thì nó đưa thẳng tôi vào cái trang content của nó luôn. À, và ở đây nè, cái menu á là cái thư viện sức khỏe của Norwegian. Tôi cũng biết Norwegian là gì, tôi sẽ tìm hiểu nữa. Nói chung là mới mới thôi nên chia sẻ với bạn rất là hay. Ví dụ như tôi search về thoracic đi. À, to là ngoại lồng ngực ha. Thoracic trauma. À, để cho các bạn thấy mình có thể truy cập hoàn toàn tất cả mọi thứ ở ở trong trong web toilet luôn. Sẵn cái là ra liền. Rồi. Chấn thương ngực ở em bé đi. Đó, thì các bạn thấy mình có thể đọc tất cả mọi thứ luôn các bạn. Đây, các bạn có thể đọc tất cả mọi thứ luôn. Cực kỳ hay luôn ha. Đọc từ trên xuống dưới luôn. Summary recommendation nè. Đó, đọc tất cả mọi thứ luôn. Flail chat gì tùm lum la hết, bạn có thể ring. Trong up to date này rất là hay là khi bạn có thể ring nè, ring về file PDF luôn. Đó, nó sẽ đưa ra y chang như thế này, các bạn có thể in nó ra. Mình có thể tắt reference, referency nè, tắt referency. Tức là nó không có hiện ra mấy cái này. Rồi. Rồi, graphics thì chắc chắn là phải có rồi, hình ảnh thì luôn luôn là thú vị. Contributor disclosure nè. Contributor đây nè, tức là những người mà đóng góp cho cái bài viết này. Đó. Thì đối up to date đó các bạn, thì cái bài này được cập nhật vào 12 tháng 5 2019. Đó, cực kỳ tuyệt vời luôn hen. Rồi thì bạn sau khi đó bạn có thể ring, bấm ring in in nó về. In nó về thì bạn chọn cái chế độ là save PDF, tức là nó Chrome sẽ lưu cái này thành file PDF thì mình sẽ lưu nó lại. Ok, lưu lại rồi sau đó mình có thể mở nó lên thì nó nằm ở cái mục download các bạn. Download của bạn thì bạn lưu ở đâu thì nằm ở đó thôi. Ở đây. Đó, mở lên coi thôi. Mình sẽ có cái phiên bản cập nhật vào ngày 12 tháng 5 2019, last updated. Rồi ok. Đó là thứ nhất ha. Rồi, mình biết là mình sẽ làm gì rồi đúng không? Mình biết mình sẽ làm gì rồi. Thằng này là không có Na Uy nè. Không có Na Uy cho nên là rất là buồn. Tắt nó đi. Rồi, mình biết là mình sẽ được cái gì rồi. À, một cái trang mà tôi cũng thường xài nhất nữa luôn đó là cái trang gọi là đâu có tiêu rồi à, BMG Best Rated, là cái này là tôi cực kỳ thích luôn. À, nói với Up to Date là hai thằng mà tôi rất là khoái. BMG Best Rated là đụng vô cái là xài liền, tức là Best Rated các bạn, thực hành lâm sàng các bạn. Rồi thì bây giờ tôi mới tiến hành tôi search những cái VPN nào mà được sử dụng ở có thể sử dụng ở Na Uy, thì tôi sẽ có cái trang này. Cái trang này tôi mở nó lên, năm năm cái trang mà VPN, ủa năm cái phần mềm VPN mà có thể sử dụng Na Uy và tốt nhất, thì kéo xuống này thì tôi sẽ có những cái này. Tôi sẽ có những cái này thì bạn có thể truy cập vào những cái trang này cũng được, bạn có thể nhấp vào đây, mở cái thằng này lên, bạn truy cập vô nó. Thì đa phần là tôi sẽ sử dụng VPN cho Chrome thôi, tức là một cái tab Chrome này, tôi cài extension của NordVPN các bạn, NordVPN. Rồi ok, tôi sẽ tiến hành tôi khói này lại, tôi search cái nó VPN này để tôi vào trang chủ của nó và tôi vào cái mục download của nó. Thì nói chung á các bạn, khi mà VPN á, khi bạn vào cái ngành VPN á, bạn sẽ thấy là những cái VPN này đều có thể hack được cả, tức là mình hack nữa, mình xài free hoàn toàn đó các bạn. Thì đây cái trang chủ của nó đây, thì tôi thường á, tôi xài chạy tôi cài Chrome, tôi chạy trên Chrome thì tôi xài trên Chrome. Thì cái khi mà VPN này hoạt động á, cái VPN này hoạt động thì nó chỉ hoạt động trên Chrome thôi, trên Chrome thôi. Còn khi mà bạn ra ngoài bạn sử dụng những cái phần mềm khác á, thì nó không có hoạt động, nó không hoạt động. Tức là nó chỉ đổi địa chỉ IP trong Chrome thôi. Đó, còn nếu bạn muốn cài đặt để nó chạy hoàn toàn ở trên máy tính luôn, tức là tất cả phần mềm đều sử dụng được cái VPN ở Na Uy á, thì mình sẽ chọn Windows để mình tải nó về. Thì tôi sẽ chọn vô Chrome các bạn. Chọn vô Chrome. Các bạn sẽ chọn add nè, bấm vô cái nút add to Chrome thì nó sẽ đưa đến cái trang Chrome extension. Cái trang mà những cái phần mở rộng của trình duyệt Chrome á, thì sau đó là bạn bấm có cái nút nè, bấm tải về, ổ cài đặt add to Chrome thôi là xong ha. Khi mà vào đây á, thì bạn bắt buộc bạn phải đăng nhập, lần đầu tiên khi mà vào NordVPN các bạn phải đăng nhập. Thì ở đây á, thì tôi có, nói chung á, là mình sẽ hack cái tài khoản các bạn, mình sẽ hack tài khoản. Thì tôi có một cái trang như thế này, tôi sẽ không không đưa cái này ra cho các bạn đâu, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới tới tôi. Thì các bạn muốn tìm ra nó thì tôi cũng tìm trên Google thôi. Thì bạn search là NordVPN Premium Premium Account, tìm những cái tài khoản mà Premium của NordVPN. Thì trong này nó có cái đây,
nó có nguyên cái bộ tài khoản của nó ha, thì mình sẽ thử từng cái, mình sẽ thử từng cái. Rồi để tôi log vào cái tài khoản này ha, disconnect nó đi. Nói chung là ok rồi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tìm cái tài khoản nào ngon lành để mình hack nè. Đây, các bạn thấy expire đây nè, cái ngày mà kết thúc của nó là 2022 lận. Mình xài mình đừng chia sẻ cho ai hết. Các bạn tìm ra được cái tài khoản nào xài được thì bạn để bạn xài luôn. Thì ở đây á, chúng ta sẽ copy nó, chúng ta sẽ copy nó và chúng ta sẽ đăng nhập vô. Back lại ha, we connect. Không, tao phải log out nó các bạn. Rồi, tao phải log out nó ha. Tôi log log out nó rồi. Tôi sẽ bắt cái email này vào. Các bạn thấy mà tôi sẽ chỉ các bạn chiêu. Rồi, cái mật khẩu này tôi sẽ copy này, tôi dán vô đây thì mất tiêu cái email. Hồi nãy mình mới điền vô email bây giờ mất tiêu, cho nên chỉ bằng cái chiêu bạn khỏi nguyên cái đám này lại. Bạn copy hai thằng này, bạn bấm vô trong này ha, rồi bạn sẽ Ctrl V ra, bạn dán cái đó vô ha, dán cái email với mật khẩu vô. Bạn nhấp đâu vô, bạn Ctrl X bạn xóa cái này đi. Rồi ok, cái email là ok ha, mật khẩu là ok. Chúng ta bắt đầu chúng ta test thử cái tài khoản này nha. Đôi khi tại vì tài khoản premium á là nó sẽ bị giới hạn nhiều thứ lắm các bạn. Thì thằng này là không được nè. Đôi khi người ta chia sẻ rộng rãi, các bạn chia sẻ rộng rãi cho nên là mình phải tìm ra tài khoản nào mà có thể sử dụng được. Thì các bạn cũng vậy, bạn phải tìm ra tài khoản các bạn có thể sử dụng được. Login thành công. Ok, login thành công ha. Tôi sử dụng tài khoản này, tôi login thành công và cái hết hạn của nó tới 2022 lần. Sau đó các bạn sẽ chọn vô select for a specific country nè các bạn. Các bạn sẽ chọn Norway. Là Na Uy đó. Sẽ tiến hành connect vô Na Uy. Rồi sau connect vô Na Uy á thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta test thử BMG Backrated lần cuối nè. Connect rồi. Đôi khi nó bị lỗi thì mình có khi mình phải xóa nó, mình đăng nhập lại gì tùm lum tà la hết. Nhiều thứ lắm. Rồi lỗi rồi nè. Khi mà log out một cái là nó bị lỗi liền, nó bị lỗi liền. Đó thì có khi tao phải tắt cái này để tao mở lại á, tao phải tắt để tao mở lại á. Nói chung á là cái kế hoạch của mình là như vậy các bạn. Bạn connect vô NordVPN các bạn. Mình connect thử, connect thử vô đó, rồi sau đó mình đi vô những cái trang đó, mình vô thử một cái trang nào đó. Đây, NordVPN yêu cầu user các bạn, tức là hả, cái tài khoản nó có khi là nó bị chặn rồi, có khi nó bị chặn rồi. Đó, nói chung là khi mà mình share cái tài khoản á, khi mình share tài khoản á là nó sẽ có nhiều nhiều thứ ấy lắm. Đăng nhập được ha, connect vô, rồi vô up to date, BMJ best practice. Nó vô được đó, nhìn nhìn dưới này nè, nhìn dưới này nè, nó connect vô RC rồi nó vô lum la, nó là nó vô được rồi đó, đó tài khoản VPN nó phức tạp lắm các bạn, đó, nhiều thứ ghê lắm. Rồi thì trong này thì nói chung là tuyệt vời, có cái cục sạch này thì các bạn cứ sạch thôi, nói chung là khá là ngon các bạn. Tôi rất là thích cái trang này. Cần cái gì thì nó có phần mềm trên điện thoại nữa, thì tôi đã có từng hướng dẫn cho các bạn cách hack cái tài khoản ở đây rồi. Nó các bạn có thể truy cập hoàn toàn tất cả mọi thứ ở trong này luôn các bạn, rất là tuyệt vời các bạn, rất là tuyệt vời. Đây, tại vì tôi là có tài khoản ở Na Uy các bạn, tài khoản của tôi là ở Na Uy đó các bạn. Rồi ngon chưa, ngon chưa. Rồi bây giờ tôi ngoài Na Uy thì sao đây, tôi tắt cái nọt quay này nha, tôi tắt cái nọt quay này, tôi tải lại thì cái trang này có cho tôi vô hay không, tại vì tôi có cái tài khoản ở đây các bạn, không biết tài khoản thì tôi đã hack chưa. Đó. Có lẽ tài khoản này tôi đã hack rồi, tài khoản này tôi đã hack rồi. Đó, vậy đó. Rồi. Nói chung là vậy đó ha. Chúng ta có thể coi tất cả những trang báo chí lớn luôn. Thì cái NordVPN này khi bạn có tài khoản premium rồi á thì bạn có thể mở lên bạn coi, khi nào mà không thích nó thì bạn disconnect thôi, disconnect thôi. Nó cũng không có tính dung lượng cho bạn nữa các bạn. Nó không tính dung lượng. Thì đôi khi á, nó bị hư thì mình sẽ lên mạng mình tìm những cái trang nào mà nó có cái đó, nó có cái NordVPN này nè, nó có tài khoản premium á, tài khoản premium của nó đó, thì mình có thể mình thử mình
ấy vô, đôi khi nó bị lỗi, đôi khi nó không bị lỗi, nói chung là nó nhiều thứ lắm. Vậy hen, rồi chào các bạn. Tôi quên nói các bạn nữa, các bạn có thể sử dụng ở trên cái điện thoại của mình, ở trên cái điện thoại của mình để mà sử dụng cái Nord VPN đó các bạn, Nord VPN ở trên điện thoại. Và đăng nhập vô tài khoản premium thì mình có thể truy cập hoàn toàn tất cả miễn phí ở trên cái điện thoại này. Nhưng mà chúng ta sẽ ví dụ như UpToDate thì mình phải đăng nhập, tức là nếu bạn cài cái app của UpToDate đó là bạn không có thể nào mà bạn có thể truy cập được, tại vì nó bắt buộc phần đăng nhập nó mới vô được. Cho nên UpToDate thì ở trên điện thoại mình chỉ đọc online ở trên trang web thôi, là mình truy cập vô cái phần mềm của mình. Thì bạn thấy là ở trên này thì tôi truy cập UpToDate trên Chrome này các bạn, trên Chrome đó. Tao chỉnh VPN qua và tao truy cập đó. Thì bạn tải cái phần mềm Nord VPN của điện thoại, điện thoại Android, iOS thì cũng có cả, thì mình cứ search cái tài khoản premium đó, để mình ấy vô rồi mình xài thôi. Nói chung là đổi địa chỉ của IP là mình xài được trên điện thoại luôn nha, điện thoại luôn, ngon lành, ngon lành cành đào.